Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt và khích lệ 44 công dân trúng tuyển nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2021 trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, trong số thanh niên trúng tuyển có nhiều thanh niên thuộc hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước. Đại diện lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã chia sẻ động viên và khích lệ tinh thần tất cả các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an Nhân dân đợt này, mong muốn với sức trẻ của mình, các bạn thanh niên sẽ rèn luyện, học tập thật tốt để vững vàng hơn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống của bao lớp cha anh đi trước vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.